chị hằng lẩn khuất bóng mây, mặt sao thấy mặt dạ này mới yên. Cái này người ta gọi là phải lòng mặt đấy. Chị hằng lẩn khuất bóng mây, mặt sao thấy mặt dạ này mới yên. Kìa ai đánh tiếng bên thềm, chót say nhau nắm phải. Chúng ta sẽ giọng ca, nghe giọng ca của hai Liền Anh, Văn Hanh và Tuấn Hưng cùng biểu diễn. Xin khán giả cho một tràng pháo tay trước để cho hai bạn đấy. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và bây giờ thì hai bạn sau khi đã được khán giả là vỗ tay thưởng rồi, bây giờ cố gắng hát cho thật hay.